tôi là Quảng Phúc đây. Quảng Phúc đây. Tôi là Quảng Phúc đây. Đồng một vé mọi người ạ. Và mình đang thấy có vẻ như là còn hạ nữa. Tại vì mình thấy là có rất nhiều người đi mời vé, mời mua vé và giá vé đang vẫn đang được hạ xuống mọi người ạ. Với vé mời là 200.000 đồng một vé, là hầu như mức giá vé là bằng một nửa, bằng 1/2 của giá vé gốc. Đó. Chắc là chỗ ngồi sẽ là ở trên cao. Không em. Bán cờ. Đây vé đây, vé đây. Bây giờ em nhìn bây giờ người ta cầm một tập người ta dơ ra kìa. Đấy vé đây, vé đây, vé đây. Bán rồi. Kìa, vậy vậy kìa. Đấy, như cái anh nghe vậy kìa, mũ trắng kìa. Đấy, người ta giơ lên đi. Đấy, nó bán khoảng 200.000 một vé. Là hồi em giá giảm xuống chỉ còn 1/2 giá vé gốc thôi. Đúng không? Đấy. Nhưng mà vé có 1 triệu có nhá. Hả? 1 triệu hơn, 1 triệu vẫn có. Tại vì nó là vé nhất là 200.000. Quay đi được. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 7 giờ sắp đá bóng rồi. Bây giờ là 7 giờ rồi. 7 giờ 10 sắp đến khoảng mấy giờ bóng lăn? 7 rưỡi bóng lăn. Bây giờ là 7 giờ 10 và không khí ở ngoài sân vận động Mỹ Đình đấy mọi người nhá. Rất là láo nhiệt mọi người ạ. Cái
người đứng làm cảnh cho mọi người chụp ảnh. Định về nhà xé con gà ra và ngồi ở nhà thưởng thức, vừa ăn nhậu vừa thưởng thức bóng đá tại nhà luôn. Kìa, tí kìa. Người vẫn đang nô nức kéo về sân vận động rất là đông. Cho nên mọi người di chuyển rất là thoải mái. Ngồi cái vé của nó ngồi tít kiểm định của cán đài C đằng sau. Thì nó mời là vé rẻ nhất bằng 1/2 giá gốc đây, 200.000 một vé, và có cả loại hơn 1 triệu cũng có. Đây, nó mời từ 1 triệu cao nhất đến hơn 1 triệu. 1 triệu là cao nhất. Đấy. Hơn 1 triệu.